cách tạo ra động lực để chúng ta có thể làm được những điều phi thường. Thì không biết các bạn như thế nào, nhưng mà mình thì có những cách tạo động lực riêng của mình nhá. Ví dụ như mình cũng không phải là từ nhỏ sinh ra mình đã thích xe ô tô đâu. Nhưng mà gì ạ? Mình nghĩ là do mình có một cái niềm đam mê nào đấy với xe, với bất động sản. Bất động sản thì mình thích sở hữu biệt thự chẳng hạn. Xe thì mình thích sở hữu nhiều xe chẳng hạn. Đấy, mỗi năm mình muốn mua một cái chẳng hạn. Thì nó sẽ tạo, nó vô hình nó tạo cho mình một cái động lực làm việc điên cuồng các bạn ạ. Đấy, làm việc điên cuồng luôn. Nếu chúng ta không khát khao, chúng ta không ước mơ ấy, thì chúng ta sẽ chẳng có cái gì để mà động lực để cố gắng cả. Vậy nên ấy, các bạn muốn vượt bậc thì các bạn phải có ước mơ của mình. Ước mơ đấy thì nó có thể là cái gì cũng được, miễn là các bạn phải dùng tiền để các bạn mua. Đấy, thì đấy là góc nhìn của người kinh doanh nhá. Thì đấy là cách tạo động lực của mình. Lúc nào mình thấy mệt, mình chán nản, mình đi ra đường, mình xem, đấy, ông này cưỡi con này, ông này cưỡi con kia, và mình lại quay lại. Mình phải làm để một ngày đấy mình sở hữu được như bác Vũ Trung Nguyên, đúng không? Hàng nghìn cái xe. Đấy, xong rồi là gì ạ? Lại đi ngắm nhà, đấy, những cái biệt thự vài trăm tỷ. Cũng hy vọng là một ngày ở đấy mình sẽ có được cái đấy. Thì mình phải làm. Làm gì có ai cho mình không đâu. Thế thì chúng ta phải làm thôi, không có cách nào khác, đúng không? Tạo động lực được thì các bạn sẽ thành công được. Các bạn sẽ làm được những điều phi thường các bạn ạ. Còn nếu mà các bạn không có ước mơ, các bạn không có khát khao, thì các bạn làm gì cần gì cố gắng đâu. Không có động lực, không có ước mơ là bỏ đi. Bỏ đi luôn. Còn nếu mà các ông mà, mấy ông bảo là cần cả cái tao chỉ cần sức khỏe thôi, thì cũng đúng. Đấy là quan điểm của mỗi người, không có sai. Mình cũng cần sức khỏe mà, bản thân mình rất coi trọng sức khỏe. Nhưng mà gì ạ, nếu mà chúng ta vừa thành công, chúng ta vừa có điều kiện, chúng ta vừa có sức khỏe, và tất nhiên chúng ta sẽ có giai đoạn chúng ta phải đánh đổi nó bằng cái việc là chúng ta phải lao động, ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Nhưng sau đấy là gì ạ? Nếu mà chúng ta phải cố gắng hài hòa nó hơn. Và nếu mà chúng ta lại vừa là thành công, đúng không? Chúng ta biết chăm lo sức khỏe sớm. Vì bây giờ cái thế hệ trẻ bây giờ chúng ta biết chăm lo sức khỏe sớm rồi, nó không như trước nữa. Thế thì nó có vui hơn không? Vui chứ. Vậy nên hãy tạo động lực cho bản thân nha. Xem mình muốn cái gì, 5 năm sau mình là ai. Đấy, mình sẽ sở hữu cái gì. Hoạch định rõ ràng ra thì các bạn sẽ cảm thấy mình nó có những cái động lực khác biệt hơn nha. Đừng có đi làm nhìn tới 5:30 nhấc mông đi về, hàng tháng lĩnh 10 triệu tiền lương thì không có gì để nói với các bạn nữa cả. Và các bạn cũng không nên xem kênh, không nên follow mình làm gì cho mệt người.